Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định bóng đá Uruguay và Colombia 5 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2021. Trận đấu Uruguay và Colombia tại vòng tứ kết Cúp Copa America 2021 lúc 5 giờ sáng ngày 4 tháng 7. Thống kê đáng chú ý Uruguay và Colombia. Uruguay toàn thắng cả hai trận cuối cùng của vòng bảng theo giới chuyên môn và kèo châu Á. 7 trận đấu gần đây của Uruguay đều có không quá 2 bàn thắng được ghi. Các chân sút của Uruguay lịch ngồi ở 4 trong số trận đấu gần nhất của mình trên mọi đấu trường. Còn Colombia vào tứ kết với một chiến thắng, một trận hòa và nhận thất bại ở hai lượt cuối cùng của vòng bảng. Colombia có xu hướng đá rất rắn khi nhận tới 13 thẻ vàng chỉ sau 4 trận đấu. Theo kèo châu Á, Colombia không thắng 3 trận gần nhất, trong đó có 2 trận thất bại. Tỷ lệ kèo châu Á 0/1/4, tài xỉu 2, dự đoán trận này Uruguay thắng Colombia với tỷ số 1-0. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.